Chào các bác, giới thiệu qua đôi chút về hai chiếc đồng hồ em mới sưu tầm về. Và đây là hai chiếc thuộc hai thương hiệu rất là lớn tại Thụy Sĩ. Và chắc chắn là các bác nào đang sưu tầm đều biết tới hai thương hiệu này. Đó là thương hiệu Omega và thương hiệu Longines. Rồi, đây là hai chiếc đồng hồ nó cái sở hữu cái kích thước size khá là lớn các bác nha. Đó là size 36,5 thuộc về chiếc Omega và size 35 thuộc về chiếc Longines. Rồi, em sẽ đi sơ qua từng chiếc một để các bác có thể là có cái nhìn kỹ hơn, thực tế hơn về cái chiếc đồng hồ mà các bác đang định sưu tầm. Đầu tiên em sẽ mang tới cho các bác một chiếc Omega. Chiếc này sẽ là chiếc Omega Seamaster, nó có kích thước size mặt đó là 36,5, chưa tính núm các bác nha, 36,5 chưa tính núm. Và có thể nói đây là một đời Omega với kích thước, đối với những chiếc Omega Vintage thì size 36,5 cực kỳ hiếm các bác nha. Rồi, ở đây thì các bác có thể thấy là chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ được hoàn thiện hoàn toàn bằng chất liệu thép không gỉ, hay các bác còn gọi đây là vỏ thép SS. Rồi, một phần mặt số trải tia đồng tâm ở giữa, tia nền bạc nha. Bộ kim cọc số nổi này. Chiếc đồng hồ này nó sẽ chạy hai nịch các bác nha. Đó là nịch ngày và nịch thứ. Rồi, chúng ta sẽ có dòng chữ Omega đấy ạ. Dòng chữ Omega và một cái logo nổi Omega, đặc biệt là cái phiên bản đời đó là đời Seamaster. Bên dưới chúng ta sẽ có thông số Swissmade. Các bác có thể thấy là chiếc Omega chúng ta sẽ còn phần núm zin này và cái phần sớ nộ rất là rõ, đúng không các bác? Cực kỳ là rõ nét luôn ạ. Đó. Chiếc này em chưa spa nha. Và chúng ta sẽ có một phần đấu ngựa, đó là đấu ngựa Seamaster, chú ngựa biển đấy ạ. Đó. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ Omega nguyên zin và trừ phần dây khóa các bác nha. Rồi, một cái kích thước mà số khá là lớn đúng không ạ? Rồi, em sẽ tháo qua bộ máy để các bác có thể biết kỹ hơn về thông số của bộ máy. Chúng ta sẽ có một bộ máy vàng hồng các bác nha. Với cái thông số của bộ máy là đây là một bộ máy 752 với cơ chế nịch giật các bác nha. Khi các bác chỉnh nịch, các bác chỉ cần giật ra cho em thôi là nịch sẽ tự nhảy. Bộ máy rất là đẹp đúng không các bác? Ở trong cái tình trạng nó phải nói là đẹp tầm 98%, rất là hoàn hảo để các bác sưu tầm nha. Đó, các bác nhìn thấy thông số chưa? Em sẽ phóng to một chút nha. 752 đúng không ạ? Rất là rõ nét, phần búa máy rất là đẹp. Rồi, đây là một chiếc Omega cực kỳ là đáng sưu tầm ở trong cái thời gian hiện tại nha. Rồi, em xin phép chuyển qua chiếc thứ hai, đó là chiếc Longines. Rồi, ở đây thì như các bác đang nhìn trên màn ảnh nhỏ thì em đang cầm trên tay một chiếc Longines nịch thượng với kích thước size mặt là 35mm chưa tính núm. Và chiếc này nó sẽ còn nguyên zin cả đồng hồ, phần núm này, và chúng ta sẽ có một phần khóa zin nhá. Rồi, dây dài em đã thay thế. Và đây là một chiếc nó sở hữu cái bộ kim cọc số vàng và chúng ta sẽ có nịch thượng, các bác hay gọi là nịch cọc 12 giờ. Bộ cọc số rất là bắt sáng nha, với cái phần mặt số trải tia nền bạc. Và đây là một chiếc Longines cơn quét, như các bác có thể thấy rất là rõ nét đây ạ. Chúng ta sẽ có đời cơn quét và bên dưới chúng ta sẽ có thông số Swiss. Với cái chiếc Longines này chúng ta sẽ có một cái phần tên logo Longines được viết rất là đều tay, với một cái phần logo nổi vàng, đó là biểu tượng đôi cánh và đồng hồ cát. Chiếc này cũng được thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu thép không gỉ các bác nha, hay là vỏ SS, và ở trong cái tình trạng khá là đẹp, chưa qua spa. Đây là một bộ máy metal và đằng sau chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thông số về cái thiết kế của bộ vỏ này, đời này. Rồi, em tháo sơ qua một chút về thiết kế của bộ máy nhá. Đó, các bác có thể thấy chúng ta sẽ có một bộ máy metal rất là sáng đúng không ạ? Rồi, đây là bộ máy là N6192 với các phần bánh răng bằng vàng đấy nha. Bộ máy cái phần vân nộ rất là sắc nét và rất là đều nhau đúng không các bác? Rồi, đây là bên trong bộ máy Longines metal rất là tuyệt vời, ở trong cái tình trạng nó nguyên zin nguyên bản để các bác sưu tầm nha. Bánh răng bằng vàng. Đó, phần búa của chúng ta cực kỳ là nhạy nha. Rồi, em xin nắp chiếc Omega này, chiếc Longines này lại.
Rồi, đây đều là hai chiếc đồng hồ em sưu tầm ở trong cái tình trạng nguyên bản nguyên zin phần đồng hồ và rất là đẹp. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.